Ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt, sinh năm 1986, trú tại bản Hủy Xét, xã Triềng Hạc, huyện Yên Châu, về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Trước đó, ngày 19 tháng 3, do quá uất ức vì chồng là Nguyễn Văn Hoan có hành vi quan hệ tình dục với con gái riêng của mình, Hà Thị Nguyệt đã dùng dao cắt cổ quý của chồng, sau đó đến cơ quan công an tự thú. Hành vi của Hà Thị Nguyệt gây ra thương tích có tỷ lệ thương tổn cơ thể là 72% cho Nguyễn Văn Hoan trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, quy định tại điểm B khoản 2 điều 135 Bộ luật hình sự. Ngày 20 tháng 3, Nguyệt đã đến cơ quan công an để tự thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Bên cạnh đó, Nguyệt chưa có tiền án tiền sự và hiện đang nuôi con nhỏ. Lực lượng chức năng công an huyện Yên Châu đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Hà Thị Nguyệt.